Hi, chào anh em đồng bào chia sẻ lớp mình nhật từ lũy chỉ làm à, rất vui quay trở lại bạn cặp với các bạn là trong video ngày hôm nay sau mấy cái ngày tương đối là ốm vì vì đau họng với cả cảm lạnh mình đã quay trở lại rồi đây. Trên group thì hiện nay đang có một vài không online mấy ngày mà trên group thì đang có một vài cái bài mà nó mình nghĩ là có một cái nhìn tương đối là không được chính xác cũng như lạc quan lắm về game quyền vương 98 trong mấy ngày gần đây. Mình nghĩ rằng là cái ý kiến của bạn ấy thì cũng không phải hoàn toàn là sai sót, đúng là game quyền vương 98 thời kỳ điểm hiện tại không còn được quá chú trọng cũng như được ưu ái từ nhà sản xuất. Nó đang không được gọi là nhiệt huyết so với những ngày đầu nó ra mắt. Đây mình cho rằng đúng là một cái hiện tượng chúng ta cần phải làm gì đó để thay đổi, làm cho game quyền vương 98 trở nên hot hơn, trở nên hấp dẫn hơn và trở nên thú vị hơn. Dành cho bất kỳ người nào đã tham gia vào quyền vương 98 là đều phải cảm thấy hay ho và gắn bó với nó lâu dài, chứ không có chuyện là bỏ chơi đúng không? Video này của mình thì cũng xin phép làm cái clip về với chủ đề như mình đã ghi tiêu đề đấy đúng không? Làm cho quyền vương 98 trở lại thời huy hoàng. Giọng đang vẫn còn bị di chứng của viêm họng nên là nó hơi khó nghe một chút, các anh em hết sức thông cảm. Hiện nay thì như chúng ta đã biết, các sự kiện của quyền vương 98 đặc biệt là ở trên fanpage và trên Gaiana Mobile gần như là khá ít rồi. Nguyên nhân thì ở đây thì cũng như là ở trên các group hay là trong tình hình mỗi server thì nó còn đại đa phần ấy, mình là xin nhắc lại nói một cách chung chung thì nó không còn cái sức cạnh tranh nhiều như là mọi khi. Xin phép ở đây thì mình xin chỉ ra một vài nguyên nhân cũng như là cách khắc phục cho từng phần giúp cho game Quyền Vương 98 ở hầu hết các server có thể gọi là trở lại hot trở lại cũng như là hay ho. Hy vọng thì bài viết của mình, video của mình sẽ được nhìn nhận dưới nhiều góc nhìn. Dưới nhiều góc nhìn, đặc biệt là những cái góc nhìn mà đồng cảm với mình để chúng ta cùng có thể gọi là đóng góp một chút công sức nhỏ nhỏ để làm thay đổi cục diện hiện tại đúng không? Làm cho game quyền vương 98 trở nên hay ho hơn. Trước tiên thì mình nghĩ rằng game quyền vương 98 có hai yếu tố lớn ảnh hưởng tới toàn bộ cục diện game hay là sắc màu của game. Yếu tố thứ nhất đó là từ phía bản thân nhà phát hành, cụ thể là Gaiana quyền vương 98 Việt Nam. Như chúng ta đã biết thì thời điểm ngày xưa thì có rất là nhiều event mỗi vào gần như là mỗi chiều luôn hoặc là mỗi tuần thì cũng phải độ 5 đến 6 event ở trong áo game, tức là trên fanpage hoặc trên Gaiana Mobile. Nhưng hiện nay thì các event đó gần như là không có hoặc có nhưng mà rất là hiếm, chỉ có thử thách võ sư, thử tài võ sư vân vân là còn duy trì và tồn tại, phát thưởng cũng khá đều, còn lại thì khá ít. Thì mình cho rằng đây là một phần là do Gaiana Mobile đang thiếu nhân lực trong quyền vương 98. Nên là các anh em nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh nếu có điều kiện thì hãy gửi thư vào hòm thư của Gaiana. Lần trước thì mình thấy rằng có bên 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 admin đã có cái gì nhỉ, một cái hòm thư hỗ trợ ở đây đúng không, để có một cái hòm thư gọi là tuyển dụng, nên các anh em có thể là lật lại hoặc là đợi chờ mấy cơ hội nào đó thì có thể là góp sức vào phần đó. Còn ở đây cái này nhà sản xuất mình rất tiếc là vấn đề này chúng ta rất khó thay đổi, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thứ khác mà chúng ta có thể thay đổi được. Thứ hai đó là từ game Quyền Vương 98 thì cũng như rất nhiều các game khác nó đều có những cái lỗi lầm sai sót xảy ra. Lỗi gần nhất ở đây đó là cái lỗi phát về phần thưởng đấu trường lên server, lỗi về phát đấu phần thưởng đấu trường lên server khi mà có người nhận được 2 lần, có người nhận được 3 phần quà và sau đó thì admin thì có gọi là gì, thu hồi phần quà và một số người thì cho rằng nó không được chính xác lắm đúng không? Cái này thì các anh em hết sức thông cảm. Và ngay lập tức thì mình để ý rằng admin đã có một cái chỉnh sửa rồi, đó là đưa lên một cái danh sách ai có lỗi gì thì có thể gọi là nhập lại vào để các nhân viên hỗ trợ của Gaiana, các nhân viên kỹ thuật thì người ta có thể gọi là tìm lại để fix lại cái lỗi đó. Mình xin nhắc lại là bất kỳ một game nào đều sẽ có những cái lỗi lầm xảy ra, đấy là cái điều không thể tránh khỏi được. Nên chúng ta hãy quan trọng là nhìn nhận xem cách người ta họ xử lý một cái lỗi lầm nó như thế nào, chứ không nên hy vọng vào một cái game mà không có một lỗi nào cả hay là một cái game hoàn hảo đúng không? Đấy là điều không thể có được các bạn ạ. Bắt buộc là nó sẽ phải có lỗi và chúng ta sẽ sửa lỗi thôi, nó cũng trong cuộc sống thôi đúng không? Nobody perfect. Rồi một vấn đề nữa mình nghĩ rằng cũng có thể tới từ bản thân nhà phát hành, tới từ bản thân nhà phát hành, đó là sau một thời gian thì bao giờ người chơi cũng sẽ cảm thấy gọi là không ai muốn làm một cái điều gì đó lặp đi lặp lại một cách quá lâu dài, nó sẽ gây ra tạo ra sự nhàm chán. Do đó một game online hay là bất kỳ một game nào đó thì luôn luôn cần sự đổi mới liên tục theo từng ngày, từng tháng, từng tuần. Mình cho rằng Gaiana hoàn toàn đã làm tốt cái điều này. Khi mà các bạn thấy thì có thể thấy những tính năng cũ thì hoàn toàn được ấn bỏ qua hoặc là hoàn thành nhanh, còn những tính năng mới thì sẽ được cả dán cập nhật liên tục
cập nhật liên tục theo từng bản update một. Trong đó thì có bao gồm về các bản update của ban môn, đúng không? Thời kỳ hiện nay thì các tư chất 14 cũng đã được update ban môn rồi, chứ đừng nói những tư chất 12 hay là 13. Mới đây nhất thì chúng ta có thể nhận thấy rằng Gaela đang cách đây khoảng độ một tiếng, đó là ngày mai thôi, sẽ là bản update ban môn kỳ thứ 16. Hầu hết các tính năng lục môn của các võ sĩ, nơi mà các tính năng quan trọng nhất của một võ sĩ đã được khai mở một cách hoàn toàn. Thì ngày mai kỳ ban môn thứ 16 sẽ tiếp tục khai mở ban môn cho những cái võ sĩ tiếp theo. Trong đó đáng kể nhất phải là võ sĩ tư chất 14 Leo La Dị, đúng không? Ngay cả những võ sĩ tư chất 14 chúng ta cũng có thể nâng lên tầng cao nhất nữa, và điều đó không hề đơn giản một chút nào cả. Khi đó thì game nó sẽ trở nên cân bằng hơn, chứ không phải cứ lấy boss về là đã là hay. Ngoài ra thì còn rất nhiều tính năng mới đi theo những cái bản update ban môn, chứ không chỉ riêng gì là update ban môn. Như lần này là thêm thẻ Zero vào trong phần đổi quà tại hội quán chiến. Hội quán chiến này thì chúng ta biết là nó hiện nay thường thì mọi người đa phần đều còn rất là nhiều mảnh, nhưng mà không thường thường là không dùng một cách gọi là tận dụng tối đa, bởi vì các võ sĩ trong đó của nó thì tương đối là đâu nhỉ, mình xem nào, số hội quán chiến chỗ nào nhỉ, đây nó ở trong phần sảnh hội quán đúng không nhỉ, không hội quán chiến cơ mà nhỉ, đây phụ quán chiến này auto nên mình khá là hiếm khi vào đây, đúng không? Thường thường thì chúng ta sẽ đổi hội quán chiến, đổi mảnh hội quán chiến ở trong này. Bình thường thì chúng ta sẽ chỉ có 3 loại thẻ là Whip, Chít Hỏa và Raft, là những thẻ tư chất 12, 13. Và mình nghĩ rằng đối với những người chơi ở lâu lâu năm rồi ấy, đúng không? Chơi lâu dài rồi thì thực sự nó không còn hot nữa. Mà chủ yếu thì chúng ta thường thường là yêu thích các thẻ tư chất 14 hơn. Thì lần tới thì Gà Rán sẽ update cho chúng ta các cái thẻ cụ thể, đó là thẻ Zero. Và sau này thì mình cũng nói luôn là sẽ còn những thẻ khác nữa, chứ không chỉ riêng gì mỗi Zero. Sự cập nhật của Gà Rán sẽ là liên tục. Và các bạn, riêng về những cái tính năng mới trong quyền 98 thì các bạn chắc chắn không phải lo lắng về cái việc là không có thứ mới mà chơi, hay là lo lắng về cái sự nhàm chán trong game. Quyền 98 luôn luôn thay đổi rất là nhiều. Trong bản update lần tới nữa thì cũng có một tính năng mình nghĩ rằng rất rất hot. Đây mình có theo dõi, đây là cái chế độ mà Slaking, một YouTuber cũng khá là tâm huyết với quyền 98, rất rất yêu thích. Đó là chế độ đấu trường lên server. Kaina thì dịch là trận chiến cuối cùng, còn Snake thì hay đọc là cái hình ảnh đấu trường sinh tử, đúng không? Cái tên nó không quan trọng lắm. Mình cũng chưa được thưởng thức trực tiếp tận tay cái năng này nó như thế nào, nhưng mình nghĩ rằng Snake là một người rất là chơi bên các server trước đó rồi, mà còn rất hứng thú với cái tính năng này. Thì mình nghĩ rằng chúng ta cũng không có lý gì lại không cảm thấy hay ho với tính năng này, đúng không? Kaina thì cũng mới đưa cho chúng ta các quy tắc và những hình ảnh gọi là tổng quan về chế độ này. Tuy nhiên đọc như này thôi thì sẽ không thể nắm được một cách chi tiết cũng như là cụ thể cái tính năng này được. Thì không sao cả, biết trước, biết rõ ràng một cái điều gì đó nhanh quá, đúng không, thì nó sẽ không rất là nhàm chán. Chúng ta hãy từ từ thưởng thức thôi, đúng không, từ từ thưởng thức thôi. Sẽ có rất nhiều điều thú vị trong phần này. Shop quà hỗ trợ cũng có rất nhiều đồ ngon, dương mảnh vạn năng, dương thẻ hỗ trợ. Đây các bạn nhìn này, có thẻ hỗ trợ Google, thẻ hỗ trợ cả Google Nít này, đúng không, thẻ hỗ trợ bánh bao này, đúng không. Đấy, rồi cái gì nhỉ, vàng này, rồi mảnh vạn năng này, rồi là cái gọi là su thần bí ấy, đúng không. Chúng ta cũng có thể đổi được những phần quà hết sức là khác nhau. Đây đúng không, các bạn nhìn thấy đổi được hồn khí Angel này, thẻ Nakaru Mr. Big này, đúng không, rất hay, đúng chưa. Ngoài ra thì các bạn nhìn có thể gọi là đây là tính năng phím, tính năng bắt môn cũng ảnh hưởng nữa này, đúng không. Đây đấy, cái su này là su của cái hội quà, su của cái shop này nha. Đấy, rất là ngon. Đấy, với các bạn thì các anh em yên chí là sẽ ngoài sau tính năng này, những cái đợt update tiếp theo còn rất nhiều tính năng khác, rất nhiều thứ hay ho mà chúng ta sẽ được trải nghiệm, chứ nó không đơn giản là cái nó không dừng lại ở một chỗ nào đâu các bạn. Bên server quy, bên server nước ngoài ấy, nó còn vô vàn tính năng mới các bạn ạ, theo thời gian lưu lục thôi. Nên các anh em yên chí, đúng không, yên chí, chúng ta sẽ được thưởng thức một cách trọn bộ từ đầu chí cuối, rất nhiều tính năng hay thú vị. Hết tính năng này sẽ có tính năng khác. Hiện tại thì bên server nước ngoài người ta chưa dừng lại tính năng mới, thì không có lý do gì Việt Nam nơi mà đi sau khoảng độ một năm lại bị dừng lại được, đúng không, không có lý do gì cả. Đấy, nên là các anh em hãy nhìn vào sự lạc quan, có một cái nhìn lạc quan ở trong cái game này. Về bên phía nhà phát hành thì mình nghĩ rằng chỉ cần gọi là tiếp tục phát huy update nó nhanh nhanh chốt và ít xảy ra lỗi lầm là được, đúng không. Có lỗi thì hy vọng là sẽ xử lý một cách nhanh gọn, chứ mình thấy xử lý ổn rồi, nhưng mà hơi chậm tí thôi, còn đâu xử lý mình thấy rất là ổn đấy, nó hơi chậm thôi. Đấy là ý kiến của mình về phía nhà phát hành.
có những mặt được và những mặt chưa được, đúng không? Đấy. Một mặt nữa thì mình nghĩ rằng trên trang chủ của Aina Mobile hiện nay thì nó cũng khá là ảm đạm. Mình không nguyên nhân một phần hiện nay thì mình xin nói luôn là Aina đang thiếu nhân lực và tuyển người rồi nhưng mà chưa tìm được người. Thì hoàn toàn người chơi thì có thể đóng góp một phần công sức của mình vào chế độ này. Cái này thì mình sẽ nói về cái phần số 2, đó là sự ảnh hưởng của Game World 98 tới từ phía người chơi, đúng không? Đây là trên trang chủ của Aina Mobile, khá là hiếm các bài, viết. Ok. Rồi. Điều thứ hai mà mình nghĩ rằng ảnh hưởng còn quan trọng hơn cả phía nhà phát hành, đó là chính là những người chơi chúng ta. Game có tồn tại được hay không? Điểm quan trọng nhất của nó chắc chắn rồi, điểm điều kiện tiên quyết của nó chắc chắn là phụ thuộc vào người chơi. Còn người chơi thì còn game, không còn người chơi thì không còn game. Do đó nếu như bạn đổ tại cho nhà phát hành là nguyên nhân chính yếu thì mình nghĩ rằng đó là một cái đổ tại theo đúng nghĩa đen, nó không được chính xác. Cái này thì phải do người chơi mà thôi. Vậy như làm thế nào để người chơi có thể cải thiện được tình hình server, làm cho nó trở lên ổn hoặc thậm chí là tốt hơn? Mình xin có vài ý kiến như sau. Thứ nhất, hiện nay đại đa phần các server, cụ thể là ở các server cũ mà thôi, mình xin nhắc lại là nhiều chứ không phải ít đâu, thì cái sự cạnh tranh trong server nó không còn được cao lắm. Người chơi không còn quá nhiều mặn mà trong việc gọi là chém gió, chat trên group hay là tham gia vào top đấu trường 24/9. Cái này thì mình xin nhắc lại, nó chỉ diễn ra ở nhiều server chứ không phải hầu hết. Còn rất nhiều các server khác vẫn còn độ hot, anh em vẫn chém gió và vẫn có một sức cạnh tranh cao. Mình lấy, nếu như mình lấy ví dụ là S98 thì công lại bảo cái gì ông chỉ được cả PR, đúng không? Nhưng thực sự nó là như vậy các bạn ạ, nó là như vậy. Chúng ta làm theo để cải thiện điều đấy. Thứ nhất, thì mình cũng xin chỉ ra rồi, có vài cách để các anh em có thể gọi là cái gì nhỉ, khắc phục như sau. Trước tiên là Game World 98 thì mình đã chia sẻ khá là lâu rồi. Nó là một game chơi theo thời gian thực và có khoảng thời gian chơi rất dài chứ không phải là theo từng tuần, từng tháng. Và các bạn có thể thấy đây, nó thành từng quý, từng năm rồi, đúng không? Tổng cộng ở đây mình đã chơi được 479 ngày. Đấy, cũng phải rất là dài rồi, gần được năm rưỡi rồi chứ không phải ít đòi gì cả, đúng không? Các anh em mới chơi thì sau này thì cũng sẽ tiến đến cái tình trạng này thôi. Đấy, cũng sẽ phải chơi lâu thôi. Như thế thì nó không phải là chơi một cách, tức là nó không phải là một cái chơi theo kiểu lên quân hay là kiểu Half-Life hay là kiểu PUBG hay là kiểu đế chế, đúng không? Tức là nó chơi một cái khoảng thời gian rất là ngắn là xong một trận chiến rồi. Mà ở đây là một cái game nó bao hàm rất là nhiều thứ mà nó chơi theo thời gian rất là dài, theo hàng tháng, hàng năm chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mà có thể gọi là xong việc được. Do đó thì các anh em chú ý, nếu hiện tại chưa đạt được đội hình như ý, chưa được top đấu trường, top võ đài, top hội quán chiến như ý, chưa đạt được lực chiến hay uy lực hay lượng kim cương tích tụ hay là những cái võ sĩ tư chất tốt, khỏe như ý, thì các bạn hoàn toàn có cơ hội để cải thiện điều đó, làm lại điều đó, xây dựng lại, cải thiện điều đó. Chứ không có lý do gì chúng ta phải gọi là nhanh chóng lản trí, đúng không? Mình cho rằng những người chơi lản trí là những người chơi không phù hợp với Game World 98, cũng như sau này cũng thế thôi. Mình nghĩ rằng trong cuộc sống thì chúng ta bắt buộc phải có một cái chữ nhẫn đặt lên hàng đầu. Mọi người chơi thì luôn luôn cần phải có một cái sự kiên nhẫn. Nếu không thì mình nghĩ rằng khó khăn đấy, đúng không? Sẽ khó khăn để chơi game. Mà mình nghĩ rằng thôi, chúng ta vừa chơi game vừa tập cho cuộc sống thôi, đúng không? Ai cũng phải cần tính kiên nhẫn. Trong đạo Phật thì có gì nhỉ? Mình không nhớ đạo gì, yếu quên rồi. Chữ nhẫn là lên hàng đầu. Trong Game 98 mình nghĩ rằng đó cũng là một thứ nên đặt lên vào hàng đầu. Kiên nhẫn nếu như mà chưa đạt được thành quả như ý. Rồi, thứ hai là về trong các mục gọi là top đấu trường. Mỗi server thì thường top 1, top 2 thường là những vị trí bất khả xâm phạm. Mình cho rằng điều này thực sự không được hay ho cho lắm. Hiện tại thì S98 mới đổi chủ, hai người vị trí top đầu tiên thì cũng mới đổi chủ. Cúp Cup 98 này thì ông ấy thích thì ông ấy để tên giống như cũ thôi. Còn đâu thực ra đổi chủ rồi. Những tình hình S98 thì mình nắm rất là rõ. Mình xin phép là lấy luôn ví dụ của S98 là một ví dụ điển hình cho việc gọi là chính bản thân các top 1, top 2 làm gây ra sự mất cân bằng trong game. Hay nói khác, chính họ là những kẻ giết chết server đó. Không ai khác, thủ phạm chính là các top 1, top 2. Mình không nói đâu xa. Đó là top 1 của S98 trước nay là một người chơi rất rất tâm huyết về game, đó là bác Sumo S98. Tuy nhiên vì bị ăn hành, mình cũng không rõ là dùng từ có chính xác không, nhưng đại loại là bị đánh xuống top sau khoảng độ 1-2 tuần gì đó. Và khá là cay, đúng không? Khá là cay. Nhưng nó theo chiều hướng mình nghĩ rằng không được tích cực cho lắm. Khi mà ngay lập tức thì cái gì nhỉ,
Basumo và cả Cucop thì từ ngày xưa đã thế rồi, đúng không? Cucop thì từ ngày xưa đã thế rồi, đã đầu tư một khoản tài chính mình cho rằng đáng kể để cải thiện lại tất cả các yếu tố về cả lực chiến, đội hình, thậm chí thay máu luôn toàn đội hình để lấy lại top. Và sau đó thì không chịu dừng lại, bất kể một boss mới nào ra thì đều cố gắng lấy và đạt được cái lực chiến phải gọi là vượt trội so với toàn bộ phần còn lại. Mình sẽ nhắc lại, đây là một điều rất đáng tâm huyết của chủ ác các top 1, top 2, không chỉ riêng gì S96, 97, 98 mà các server khác cũng như vậy. Nhưng mình xét lại, nó vô hình chung lại là một cái nguyên nhân giết chết server. Lý do đó là game Quyền Vương 98 là một game cũng như nhiều game khác, nó tác động đến một cái bản năng của con người, đó là muốn đánh nhau, đúng không? Muốn đánh nhau, tức là cái bản năng thú tính ấy, đúng không? Phải được đánh nhau. Nhưng nó có hai mặt, là đi đánh người khác và bị người khác đánh lại. Khi bạn đánh người khác thì bạn rất là vui rồi, còn khi bị người khác đánh lại, thường thường thì bạn sẽ cảm thấy là a cay, nhàm chán, đúng không? A cay chủ yếu là a cay. Nhưng mà các bạn cũng không biết rằng là gì nhỉ, nếu một khi mà bạn không còn ai đánh nữa thì bạn thực sự nhàm chán ấy nó có lên đến mức độ tột đỉnh. Chắc chắn là các bạn nào đọc truyện Kim Dung, mình là một fan của Kim Dung, đều biết được nhân vật độc cô của bạn, đúng không? Đến mặc dù là vô địch thiên hạ nhưng đến chết vẫn không gọi là an lòng, bởi vì không tìm được một đối thủ thực sự. Thì trong game Quyền Vương 98 mình xem lại, đại đa phần các top 1 mà tự lạp đến VIP 15, VIP đến VIP 18 ấy đều nghỉ vì lý do là không ai đánh lại mình được. Đấy là mình là một trong những cái lý do mình xin nhắc lại là vô cùng quan trọng và ảnh hưởng rất lớn tới cục diện của server. Một khi không ai đánh lại được thì người bên trên sẽ cảm thấy nhàm chán, còn người bên dưới thì do không đánh lại được nên thành ra cũng nhàm chán theo thời gian. Người ta có thể kiên nhẫn được, chứ nhẫn mình nói rất quan trọng, nhưng người ta có thể nhẫn được khoảng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thậm chí đến nửa năm là cùng. Chứ người ta nhẫn mãi thì cũng không thể được, đúng không? Đấy là điều không thể. Làm theo để giải quyết tình trạng này thì mình nghĩ rằng gì, sai đâu, lỗi ở đâu thì mình sửa đó thôi. Các top 1, top 2, top 3 thì lên coi game nó chỉ là một game thôi và không nên quá máu me ăn thua, đầu tư một lượng tài chính quá lớn vào game. Không nên đầu tư một lượng tài chính quá lớn vào game gây ra mất cân bằng. Việc nuôi sống game đến từ những top cao là điều chính xác, nhưng có rất nhiều cách để chúng ta nuôi sống game, chứ không nhất thiết là phải gây ra sự mất cân bằng như vậy. Còn các top bên dưới thì mình xin nhắc lại, chữ nhẫn vẫn là cao hơn cả, đúng không? Còn nếu như mà các bên các top trên mà họ nhất quyết, họ không chịu thay đổi cái gì nhỉ, thì chúng ta nên gạt họ sang một bên, cũng giống như Cucop ngày xưa. Mình cũng đã gạt Cucop sang một bên và coi như là cả server toàn bộ đánh từ top 2, top 3. Ngày xưa thì chủ ác cũ của ác top 2, tức là Sumo bây giờ ấy, là Phạm Duy Anh, cũng là một member cũng gọi là khá thân thuộc của group, thì cũng chơi, cũng lạp cho mức độ cũng rất là nhẹ nhàng, chơi phong cách kiểu nông dân trong mỏ kép đấy, đúng không? Cũng rất là hay ho. Chỉ có mỗi Cucop là chơi theo kiểu phong cách này thôi, nhưng mà rất tiếc là cái gì nhỉ, Sumo lại đi theo con đường ma đạo trong mỏ kép, thành ra là server nó trở lên khá là nhàm chán. Nhưng hiện nay thì các anh em yên chí, những người chơi mới nhất mua lại ác của Sumo và cả của Cucop đều là những người chơi mình hoàn toàn đã thống nhất được với mình rồi. Không biết rằng họ có giữ lời hay không, nhưng tạm thời là họ đã thống nhất với mình là sẵn sàng chơi theo phong cách là làm ít thôi. Đấy, bởi vì thực sự các anh em cũng gọi là đi làm. Đấy, vừa là một số thì học sinh, một số thì là sinh viên đi làm. Đấy, cũng chỉ gọi coi đến game một nguồn giải trí thôi và cũng không sẽ không gọi là đầu tư một lượng lớn vào đó. Thì mình hy vọng là hai bạn ý thì sẽ gọi là gì, giữ vững được cái tinh thần như vậy dù là có bị xuống top hoặc và các anh em ở server khác thì cũng lên là như vậy. Còn một số server mình nghĩ rằng chỉn chu hơn, tốt hơn thì thậm chí đã tạo ra các group riêng để thống nhất với nhau. Đấy, mỗi tháng này chỉ nạp được 1-2 triệu thôi chẳng hạn, đúng không? Và nghiêm cấm là nạp một khoản tiền lớn để đầu tư để đua boss, tạo ra một cái sự vượt trội, đúng không, về mặt tài chính. Mình cho rằng đấy là những cái group mà có sự tân tiến hơn rất là nhiều so với việc là để gọi là lên rồi bắt đầu là tụt xuống như thế này, đúng không? Nó sẽ không được gọi là perfect. Đấy là thứ nhất. Ý tiếp theo mà mình cũng muốn đề cập là vấn đề top. Đó là cái vấn đề gọi là top trong server. Thì các bạn chú ý, có rất nhiều tính năng. Có rất nhiều tính năng chứ không phải là trong game Quyền Vương 98, không phải có mỗi cái đấu trường này là cái quyết định quan trọng nhất để khẳng định cái hay ho cũng như là thú vui. Chúng ta còn rất nhiều tính năng. Như thằng em mình thì chỉ thích đánh PK lên server thôi, đúng không? Vào game thì không cần phải chăm chơi cả, nhưng chỉ thích vào đánh PK lên server. Và có những cuộc gọi là cân não ở trong PK lên server. Đó là một thú vui, đúng không? Các anh em có thể
hưởng thụ thú vui đó thông qua tính năng này, chứ không nhất thiết là phải cái gì là cứ top đấu trường là hay, hay là ở trong cái gì nhỉ, đấu 12 cung. Hôm nay là hôm thứ ba đúng không? Các bạn thấy là sau này mình nói từ rất là ngày xưa, rất là lâu rồi, chả có cái sau này chả có ngày nào ngày nghỉ cả. Các bạn sẽ không bao giờ có chuyện là nghỉ ngơi với quyền buổi quyền 98. Mỗi ngày tối thiểu cũng phải online từ 5 đến gọi là gì nhỉ, à quên mất, từ 30 phút cho đến 1 tiếng đấy là tối thiểu đấy, để có thể gọi là chơi hết được quyền 98 đúng không? Nên các anh em không lo là sẽ bị không có thời gian để mà gọi là thời gian chết đấy đúng không? Không có thời gian, không phải lo lắng cái việc đó là chúng ta sẽ bị nham chán với cái quyền 98. Như ở đây thì mình rất là yêu thích con Kasumi, nó rất là xuất hiện rất là nhiều trong chế độ là chế độ 12 cung các bạn ạ. Thành ra là mình vào top liên tục vì có con Kasumi đó, ok rồi đúng không? Mà chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta vượt, hoặc là đấu trường lên server. Đấu trường thường của mình thì khá là khó lên ở tầng cao nhất vì vướng mấy ông này đấy đúng không? Thành ra là rất là khó, có cơ hội nhưng thời gian rất là ngắn, nhưng mà trong đấu trường lên server thì dễ dàng hơn đúng không? Đó cũng là một mốc mà chúng ta rất đáng phải quan tâm. Hay là trong tranh đoạt lên server, một tính năng lên server mà sắp tới mình nghĩ là hy vọng là cả dàn update thêm cái hội quan chiến lên server, nó cũng rất là hay ho đúng không? Rồi sắp tới thì sẽ có cái giải gọi là trận chiến cuối cùng hay là đấu trường sinh tử đúng không, thì cũng rất là hay. Chúng ta có rất nhiều tính năng để so tài xem ai hơn thua, chứ không chỉ gì cái gì nhỉ, có mỗi tính năng đấu trường đâu đúng không? Nên các anh em cũng không nhất thiết là phải lo lắng quá. Boss lấy về thì nó cũng là khó rồi, nhưng mà để nuôi nó đến tầng ăn học cuối cùng như ngày mai gà rán up lên tầng bát môn thì không phải là dễ. Và thực sự như mình nghĩ lại là nếu như nạp hơn kém nhau một vài triệu ấy, thì nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề đâu. Nạp kim cương của Gaena mình phải nói là khá chát so với nhiều game khác, chứ không phải dễ giống gì đâu. Bạn nạp 2 triệu đồng thì bạn chắc độ khoảng độ từ 12.000 kim cương cho tới 20.000 kim cương thôi. Và các bạn biết rằng 20.000 kim cương thì không thể lấy được top 10, tức là không thể lấy được một con boss nào cả đúng không? Do đó thì các anh em cũng không phải lo lắng lắm về cái việc là xa cách khoảng cách VIP quá đâu. Mỗi server thì chỉ có khoảng từ 2 đến 3 người chơi là gọi là vượt rào thôi đúng không? Vượt rào ấy công cái nhà phá hỏng hết cả số trẻ đúng không? Vượt rào thôi, còn lại đa phần thì các bạn hoàn toàn có thể dùng những cái yếu tố khác mà không phải yếu tố nạp kim cương để cân bằng lại, để tăng được sức mạnh đội hình cũng như là để so sánh hơn thua. Đấy, game 498 thì mình đã chia sẻ từ khá nhiều các bài viết trên cả Gaena Mobile lẫn trên group, đó là tính chiến thuật vẫn là tính cao nhất chứ không phải những cái khác, chứ không phải là kim cương, chứ không phải là nạp đúng không? Đấy, chúng ta hoàn toàn là có thể thay đổi. Đấy, thứ ba mình nghĩ rằng cũng là một phần rất quan trọng để cho cái tính năng cho game 498 trở nên hay hơn, đó là tránh tình trạng một màu trong đội hình. Hiện nay thì do sáng thế rắn đang là team rất là mạnh nên thành ra là gì nhỉ, Sumo cũng đổi sang, Kukop cũng đổi sang thằng ấy rắn, chứ mấy đầu tiên ông này toàn chơi gì nhỉ, tứ hồn cực khủng luôn, Yorizi 6 sao lục môn câu mới bỏ hết đấy đúng không, để đổi qua sang thằng ấy rắn vì không muốn chờ đợi đúng không, không muốn chờ đợi, không muốn mất top, lúc nào cũng muốn tranh giành top 1. Do đó thì đội hình trong server nó không được gọi là sắc màu cho lắm. Rồi Terry 2k3 là sáng thế hổ, rất là nhiều người đổ kim cương vào để lấy nó và bỏ qua tứ hồn. Đây vẫn còn may quá, vẫn còn ông S96 sói này, Bros Wolf vẫn còn chơi tứ hồn. Cho nên là thành ra là các server đại đa phần như server này nó còn có so là server gộp, cho nên là thành ra vẫn còn khá là đa dạng trong đội hình tứ hồn, rắn, hổ đúng không? Sáng thì rắn, sáng thì hổ vẫn còn tồn tại khá là cân bằng với nhau. Chứ nhiều server khác thì thường toàn hổ là hổ hoặc toàn tứ hồn là tứ hồn, một hai con rắn hoặc ngược lại đúng không? Thì mình cho rằng là game quyền 98, đặc biệt ở những người chơi server mới nhá, hiện nay thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau, chứ không phải là cái gì nhỉ, có mỗi một sự lựa chọn duy nhất, đó là sự lựa chọn về một cái meta riêng biệt đâu. Mới đây thì mình cũng mới đọc được một bài viết của một bạn ở trong group quyền vương 98, mình cũng thấy rằng rất là hay. Đâu rồi, để mình tìm đọc cái bài viết của bạn ấy, mình thấy rất hay. Mặc dù so với nhiều người chơi thì đó là một cái điều gì đó khá là cũ rích và nhiều người chơi biết rồi, nhưng mình thấy vẫn rất hữu ích. Mình là một người chơi cực kỳ gọi là lâu dài với game của gì giảm đúng không, rất lâu dài. Đâu rồi ấy, có chia sẻ một cái bài viết, ok mày update lên câu mình cái gì nhỉ, lắm tút về update quá đấy. Ok đấy, mà mỗi lần update cái là nó hot trở lại ngay, có gì đâu đấy. Đâu rồi nhỉ, rồi ok tính năng không dành cho dân không, mình nghĩ rằng cái gì nhỉ, nó vẫn tính chiến thuật nó vẫn sẽ có thôi.
Đấy, ngày trước Select cái gì nhỉ, có chơi tử tế bên QQ đâu mà thắng vẫn to đúng không? Đấy, thắng vẫn to. Ok. Nên là một số ông thì cứ lo ngại nông dân ấy, công không đánh được, công không dùng trí để tiêu diệt lại được thì công đổ tại thôi, đúng không? Công đổ tại thôi. Ok. Đâu rồi nhỉ? Lạc trôi kinh quá. Một bài viết như vậy là anh em mình phải lưu lại nhỉ. Quên mất đấy. Đây là tại công mình mới post mấy cái bài về server gộp à, cái gì update nên thành ra nó trôi khá là sâu. Chứ nó cũng mới mới có đây thôi, lúc nãy mình vừa đọc có luôn mà. Rồi sẽ rất nhanh chóng thôi, nó quanh quanh đây thôi, nhưng không chạy đi đâu đâu. Đâu rồi nhé? À, một bài viết vừa có chia sẻ về các đội hình meta hiện nay các anh em có thể gọi là theo đuổi. Đấy, chứ không nhất thiết thì phải chỉ và dựa vào tứ hồn hoặc là sáng thế. Đây đây đây, ok. Một bài viết của bạn là có tên Facebook là Nguyễn Công Thái Anh. Mình cho rằng đây là một bài viết khá là hay ho và đáng để chúng ta gọi là đọc cũng như là nghiên cứu. Mặc dù thì nó chưa được gọi là hoàn chỉnh 100%, nhưng mình nghĩ rằng gọi là chưa gọi là 100% về các thông tin đấy, đúng không? Đấy, theo nhận định của riêng mình, nhưng cũng là một bài viết rất là hay. Và mình sẽ hy vọng là cái gì nhỉ? Lấy được một gọi là ý tưởng của một cũng như là một phần nội dung thông tin này để làm một cái bài viết hoàn chỉnh hơn. Mình sẽ liên hệ với bạn là Phạm Duy Thái, từ từ viết trước vào đây là không lại quên. Ok, đây là một bài viết rất hữu ích, đặc biệt dành cho những anh em ở server mới. Các bạn không nên khẳng định là không còn nhiều người mới tham gia, còn rất rất nhiều người mới tham gia, chứ không phải là ít đâu. Ở đây các bạn ấy có đưa ra rất nhiều mẫu đội hình chúng ta có thể theo đuổi. Đó là sáng thế hổ, đó là sáng thế rắn với mức độ công thủ cũng như là khả năng khống chế rất là rõ ràng, đúng không? Video tham khảo luôn. Rồi là tứ hồn, ai khắc chế ai nữa. Những cái team mà trong tương lai chúng ta cũng có thể dùng nữa, đúng không? Rất nhiều các võ sĩ, bao gồm cả sáng thế rùa, sáng thế gấu, những cái team mà hiếm người dùng này, hay team siêu nữ, hay team hỏa tứ hồn, hay hỏa cực hạn lưu, đúng không? Ở đây thì mình có thể bổ sung thêm cho các anh em vài team nữa. Mình lấy những ví dụ như là team USA này, liên hệ tới ba võ sĩ là Korean, Lucky và HBD, đúng không? Đây cũng là một team có những cặp combo liên hệ mắt xích với nhau cũng rất là ổn, cực kỳ ổn luôn. Đấy, các tính năng của nó đi với nhau rất là nhiều. Đây cũng sẽ tạo thành một cái meta mình nghĩ rất rất ổn cho những anh em ở server mới, cho những anh em ở server mới. Chứ còn đâu server cũ thì thường thường không đủ lực để gọi là nuôi đến cái đội này ăn học đến mức đầy đủ, trừ những người chơi thực sự là kiên nhẫn và tâm huyết với cái team này thì mình nghĩ rằng thời gian nào cũng sẽ đủ thôi, đúng không? Một tuần không được thì ta dành hẳn 2-3 tuần, đúng không? Thậm chí là 1-2 tháng thì mình nghĩ rằng vẫn có thể gọi là bùng nổ được với cái team USA này, là một team rất là hay. Hoặc là một team hồi máu với các võ sĩ chính là bao gồm là Bao, Bánh Bao, cả Bao lại Bánh Bao và cả Athena, một team hồi máu. Hoặc là team hồi máu sát thủ hay đơn, rồi là cái gì nhỉ, Whip, rồi là Leola, đúng không? Những cái team mình nghĩ rằng cũng rất là mạnh, hoàn toàn nếu như luyện học đầy đủ, không tốn nhiều kim cương vì nó không phải từ chiếc 14, các bạn vẫn có thể đánh được vào top 20 một cách rất chắc chắn, mà nó tạo một sự khác biệt, không trùng lập, không đụng hàng với ai cả, đúng không? Nó làm cho server trở lên có nhiều mặt hơn, nó server trở nên hấp dẫn hơn, và khi ai đánh với bạn, người ta đều cảm thấy sự thú vị, chứ không chỉ riêng gì bạn, đúng không? Chúng ta không chỉ làm cho chúng ta cảm thấy thú vị hơn, mà những người chơi khác cũng được hưởng lợi cùng. Rồi ok, hơi dài dòng nên phần còn lại thì mình sẽ nói ngắn gọn hơn một chút. Thứ nhất đó là mình sẽ lại là sự để cải thiện chất lượng của từng server, tránh sự nhàm chán trong game, trong người chơi thì mình có vài ý như vậy. Ý tiếp theo mình sẽ nhắc lại tóm gọn, ý thứ nhất đó là các top 1, 2, 3 cần phải có một cái nhìn gọi là sâu sắc hơn, đúng không? Đôi khi thua cũng tạo nên những niềm vui lâu dài,
Còn các anh em ở top thấp thì không nên nản chí quá. Chúng ta cần đặt chữ nhẫn lên hàng đầu. Và thứ ba là chúng ta có rất nhiều đội hình để chúng ta chơi, chứ không nhất thiết là cứ phải sáng thế hay là tứ hồn, đúng không? Có rất nhiều sự lựa chọn chúng ta, trong đó sáng thế cũng có rất nhiều loại sáng thế. Đấy. Ok. Thứ hai đó là mình nghĩ rằng cũng là một phần rất là hay của mà chúng ta cần quan tâm, đó là sự đóng góp của cộng đồng người chơi Quyền Vương 98 vào bản thân nhà phát hành, cũng như là xây dựng lên những cái group rồi là Gaia Mobile. Trước đây thì mình thấy rằng trên Gaia Mobile, bộ mặt của Quyền Vương 98 thì có rất nhiều các bài viết của các tác giả rất là chung quen thuộc, như là Sophie S14, Aria S43 thì phải, và Bushin S8. Cũng có một vài bài viết của mình nữa là Tlu S98. Ngoài ra còn rất nhiều các anh em khác cũng tham gia viết bài lên đây, nhưng tình hình dạo này thì công ty tương đối là bận, và một phần là cái gì nhỉ, cũng không còn nhiều động lực lắm để viết bài. Thứ nhất đó là gì nhỉ, lương của gọi là cái gì nhỉ, lợi tức mà nhà phát hành trả cho khá thấp. Mình cũng xin công bố thẳng luôn là có 588 túi kim cương cho một bài viết hoặc một video thôi. Mà các bạn biết rằng video thì chém gió này nó cũng cần phải chuẩn bị đấy, đúng không? Còn bài viết thì mình nói luôn là mất trắng ít nhất là nửa buổi chiều, nửa buổi sáng. Ông nào viết dài tốn nguyên cả buổi sáng luôn. Đấy, chứ không phải là nhanh gọn gì cả. Mà các bạn nhìn thấy rõ ràng là nó chỉ có mỗi sự tâm huyết không thôi thì không thể duy trì một cách lâu dài, đúng không? Bằng chứng là hiện nay rất là ít bài viết. Thì mình đề xuất nhà phát hành thì cần có một sự thay đổi nhỏ cho nên là tăng lương lên, đúng không? Thay vì một gói chuẩn hai gói vào, đúng không? Kích cầu kích thích lên, đúng không? Đấy là ý thứ nhất. Thứ hai là khi viết bài lên thì gạch đá khen thì ít, khen thì công, khen thầm trong bụng. Còn cái gì nhỉ, mấy thành phần thích gạch đá thì cái gì ông công lém gạch penalty vào luôn. Đấy, đúng không? Công lém gạch penalty thì nhiều hơn, nên thành ra là đọc comment cũng rất là chán các bạn ạ. Thành ra là nguồn động lực nó cứ giảm dần đi. Để khắc phục thì các anh em nào thấy bài hay thì cứ thẳng thắn nhiệt tình, cái gì nhẹ khen, đúng không? Việt Nam thì mình biết hay có thói quen là kiệm lời. Đấy, kiệm lời sống nội tâm. Đấy, công yêu không dám nói. Đấy, thấy hay không dám khen, đúng không? Nên thành ra là thực sự những người sản xuất ra các bài viết, những người chăm chỉ viết các bài viết nó không còn nhiều hứng thú nữa. Đây là một cái phần mình nghĩ rằng cũng rất là quan trọng. Và mình cũng đề nghị các anh em như là Sophie S14 hay là Bushin hay là Aria hay cái gì là tiếp tục là quay trở lại viết bài. Có những bài nào ý tưởng hay ho thì viết lên, đúng không? Chúng ta mỗi người đóng góp một chút sức lực thì game nó sẽ trở nên hay ho và thú vị hơn, cũng như là góp phần làm cho cái Gaia Mobile, bộ mặt của game 498 nó trở lên thú vị, hấp dẫn, đúng không? Người ta nhìn vào đấy, người chơi mới người ta hoặc là những người chơi game khác, người ta nhìn vào người ta cũng cái gì nhỉ, cho rằng đây là một game hay. Nhưng người chơi của họ gọi là có đầu tư tâm huyết và có ý chí, chứ không phải như lần trước, đúng không? Để cả một ông YouTuber nào đấy ông ấy lên ông ấy chê bai, đúng không? Phải có lửa mới có khói chứ, đúng không? Để ông ấy chê bai sắp mặt rồi ok. Đấy, mình nghĩ rằng mỗi người đóng một chút đi góp công sức. Còn các anh em những người mới chưa từng viết bài, nếu như có ý tưởng bài viết hoặc video nào hay, hoàn toàn có thể liên lạc với admin Huy Cường ở trong group của 98, hoặc thậm chí liên hệ với những người viết bài trước đó, ví dụ như là Tlu S98 hay là Sophie hay là Bushin, để gửi những cái ý tưởng, những cái tư liệu bài viết của các bạn vào, đúng không? Thì cũng sẽ gửi được đến nơi chính xác, và hoàn toàn các bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng tương xứng với những cái bài viết bạn đưa ra. Mình xét lại thì phần thưởng nó tính ra quy đổi ra Việt Nam đồng thì nó cũng không đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà thực sự nó là một cái niềm cảm hứng, đúng không? Nó là một niềm cảm hứng. Rồi, ok. Rồi, chia sẻ chứ không đâu xa, thì ngoài những cái thứ hay ho trong game của 98 in game thì mình cũng có một thú vui rất là hay ho, đó là thích làm video cũng như là thích viết bài trên gài này. Khi mà mọi người đọc vì cái ý tưởng của mình đóng góp thì mình thấy rất là thú vị, mặc dù thì cũng có khen chê chứ không phải là thì có mỗi chê không hoặc là khen không, đúng không? Nên là các anh em mình nghĩ rằng cũng có thể gọi là lấy được một cái niềm vui từ cái mục mà viết bài hoặc là từ cái mục gọi là đăng video, đúng không? Nó khá là thú vị. Rồi ok. Phần cuối cùng thì mình muốn chia sẻ đó là nhân thế thì hay có câu là gì nhỉ? Nước trong quá thì không có cá sống, người tốt quá thì không có ai chơi cùng, đúng không? Nên là các anh em có thể, nếu như có thể mình cũng không khuyến khích cái này cho lắm, nhưng mà cũng khuyến khích nhẹ nhẹ, nếu như có thể thì tạo lên một vài xì căng đan nho nhỏ cho server, đúng không? Server của bạn một khi nó cãi nhau lên thì nó sẽ thú vị hơn là chẳng có việc gì để bàn cả, đúng không? Chúng ta vẫn có thể khắc chế bằng những tình hình đó. Cái này thì mình sẽ lại mình không khuyến khích, bởi vì tạo ra xì căng đan xong thì bạn phải biết cách xử lý nó, đúng không? Chứ không xử lý được nó thì và phải có một cái tâm rất là vững, phải có một cái vị thế cực kỳ gọi là vững vàng ấy, thì mới có thể gọi là chịu đựng cái xì căng đan này, đúng không? Mình cũng chịu đựng khá nhiều rồi, cho nên là bây giờ thì mình cũng thi thoảng này tạo ra cái phốt cái cho anh em chém gió nó vui vui vẻ. Cái này là phốt chủ động làm chứ không phải là
bi động đúng không, nên là nó rất là ổn, nó rất ổn. Nên đây cái này thì mình sẽ không khuyến khích anh em nào phải có một cái tinh thần thép thép, tinh thần thép chút nha, và có kinh nghiệm một tí thì có thể tạo ra server của bạn chắc chắn là sẽ hay hơn nhiều so với việc là công chỉ không có gì ở trong đó đúng không. Ok, xem vào nút nút mình còn 42 cung, nút nút cho công mình cái ở đây ông tìm lên liều đổi liên tục đây các bạn, đổi liên tục thôi đúng không, và anh nó có tỷ lệ mà. Ok, rồi video của mình xin phép kết thúc ở đây. Hy vọng là các bạn sẽ cảm nhận được một phần nào về cái ý tưởng cũng như là có thể thực hành được luôn thì rất là tốt đúng không? Làm cho quyền 198 trở nên hay hơn, thú vị hơn, hấp dẫn hơn. Còn ngày mai thì chúng ta sẽ được thưởng thức những chế độ mới, những tính năng mới trong quyền 198, đặc biệt là tính ban môn cái gì của Leo La gì? YouTuber DM Gaming thì vừa có trao thưởng cho bạn nào lên Leo La gì sớm nhất đấy đúng không? Ok, khá là thú vị đúng không? Hay ho. Đấy cũng là một góp phần rất là lớn cho cái việc gọi là xây dựng group, chứ không nhất thiết là cứ phải nạp nạp và nạp đúng không? Ok, mình rất là tuyệt dương. Đấy, thứ hai là tính năng cái gì nhỉ, đấu trường lên server đúng không, cái gì trận chiến cuối cùng đúng không, một tính năng rất rất mới mà chúng ta mình sẽ lại 1-2 buổi không khám phá hết được đâu, 1-2 tháng thì chắc đã xong đấy. Đấy chứ không phải đùa đâu, vì một mùa giải mình hình như mình nhớ nhầm là 20 ngày hay là 1 tháng ấy, đúng không, thì chúng ta mình nghĩ là cần phải 2-3 mùa giải mới gọi là biết chơi một tí. Đấy là các anh em hãy cứ từ thưởng thức đúng không. Chúc các bạn sẽ có một game quyền vương ngày với game quyền vương 98 hay ho, và đặc biệt là ngày mai với sự trải nghiệm hết sức mới mẻ, thú vị. Mình là Tờ Lụa 98, hẹn lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng để lại một lời comment góp ý khen chê đúng không, khen thì hãy cứ khen, còn chê thì tất nhiên là cái gì các ông vẫn làm suốt thôi đúng không. Và đừng quên bấm nút một like, hạn chế dislike nha. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo.